Chào tất cả các quý vị nhá. Tôi vừa nhận được cái tin nhắn của một khách hàng nhắn cho tôi số đo là rộng lọt sáng là 283. Tức là rộng lọt sáng là 283 này. Ghi đây này. Đấy. 28 30 này, rộng lọt sáng này. Đấy. Rộng này. Đấy. Cao lọt sáng là 2950. 2950 đấy. Cao lọt sáng và rộng lọt sáng là như vậy. Đấy, đây là cao. Đó. À, bây giờ là khách muốn đánh giá cái bộ cửa cuốn này nhá. Bây giờ tôi chia sẻ cái cách cách đánh giá này. Đấy, cửa cuốn tấm liền. Đây sửa đây là cửa cuốn tấm liền. Cửa cuốn tấm liền Vinastador này, tôi tính lại series 3 đi, series của series 2 đấy, series 2 đấy, cửa cuốn tấm liền Vinastador series 2. Bây giờ chúng ta cùng nhau để ý nha, tức là rộng lọt sáng là 2830 thì cái dãy cửa một bên 6 phân, hai bên là 12 phân, thì như vậy là rộng phủ bì nó sẽ bằng là 2830 này, 2830 này cộng với cả 120 này, 120 này đấy, thì rộng phủ bì thành 2950, còn cao phủ bì là 2950 thì chúng ta có lô ở trên cộng thêm 500 nữa thì đây là bằng 2950 này cộng thêm 500 nữa là ra cao phủ bì nhá. Đấy thì bằng 3450, số lượng bộ là có một bộ này, thì diện tích của cửa này là 10,18 m2, thì đối với cửa tấm liền CD2 lắp đặt hoàn thiện là 600.000 đồng một mét. Đấy, tại Hà Nội là 600.000 đồng một mét, thì là tiền cửa là 6.106.500 đồng. Còn nếu mà cái trường hợp này là khách hàng dùng motor thì cái motor là 5 triệu nữa đấy, một từ 5 triệu thì bộ cửa này tổng là 11.106.000 đấy. Thì như vậy là tôi đã mô tả về cách tính giá cửa cuốn tấm liền là như vậy, đối với chiều rộng chiều cao là cộng như vậy, và trong trường hợp này là khách dùng motor là như vậy, còn nếu mà dùng kéo tay thì chúng ta không dùng motor thì chúng ta bỏ đi, giả sử không dùng motor thì là đây này, mình xóa đi, ví dụ không dùng motor thì là cái đơn giá nó còn 6.106.000, lắp đặt hoàn thiện đầy đủ dây giá khóa vận chuyển và lắp đặt hoàn thiện tại Hà Nội đấy. Còn đối với các vị ở các tỉnh thì có thể cộng thêm cái phí vận chuyển và công thợ đi lại thì nó sẽ phát sinh thêm vài trăm nghìn nữa đấy. Video này tôi chia sẻ là như vậy, nếu mà ai có hỏi gì thì có thể để lại bình luận bên dưới. Trong trường các vị đặt hàng thì có thể liên hệ theo số điện thoại là 0982 802 286 đấy. Cái màu cửa các vị có thể là kích vào cái đường link ở bên dưới để xem màu cửa cũng như là màu các công trình cửa cuốn đấy. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới ạ.